Hello, xin chào Trung. Hello, em chào anh Tơ Quang. Có mang Chào theo cô một chú anh chị mồi đang không? theo dõi buổi live tối nay. Có mồi, có Có mồi. mồi luôn đúng không? Có Đó, mồi, phải có khúc này là có mồi chứ. mồi. Cái gì chứ cái nhậu giờ nó cũng bình thường, ngồi miết nó đơn giản, chuẩn bị tí là xong gì đâu. Vậy hả? Quan trọng có nước để uống hay không? Thì vừa rồi thì Trung nghe qua cái đoạn clip của cái kênh kiến thức chuyên sâu, thì Trung với góc nhìn cá nhân trên góc độ người dân của Trung thì Trung thấy thế nào? Về cá nhân em thì như thế này, thực tế là mà nói thì dĩ nhiên là người ta có cái đội ngũ người ta tổng hợp tin tức và người ta đưa ra những cái dẫn chứng nó tương đối là thuyết phục, thuyết phục. Thế thì em cũng đồng tình ở một điểm trong đó, đó là cái vấn đề mà lựa chọn bên thì chắc chắn là Việt Nam chúng ta không lựa chọn bên rồi, từ xưa đến nay. Đúng rồi. Khi mà chúng ta có cái quan điểm 4-0 sách trắng quốc phòng đó thì chúng ta cũng biết rồi, đó là cũng chúng ta không chọn bên, và chúng ta cũng nên đặt ra một cái hướng đi nó hay hơn, nó đẹp hơn và nó mang lại nhiều lợi ích hơn, đó là tại sao chúng ta không chung sống hòa bình và làm bạn với tất cả mọi người. Thì cái điều đó nó thể hiện rất rõ chính sách ngoại giao của Việt Nam chúng ta. Hiện nay chúng ta đã có quan hệ ngoại giao với như là 200 hay là hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ gì đó. Thì cái điều đó theo em nghĩ là tốt hơn, và chắc chắn lãnh đạo Đảng nhà nước thì đã đi theo cái hướng hướng đó. Bởi vì chúng ta nhìn thực tế là chúng ta sẽ thấy chúng ta không chọn phe, hay là kể cả những cái việc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng vậy, chúng ta đều có những cái việc mà chúng ta lựa chọn nó rất là rõ ràng, nó thể hiện quan điểm là chúng ta lựa chọn lẽ phải, chúng ta không chọn phe nào cả. Chúng ta không chọn là theo phe Nga hay là theo phe Mỹ và NATO, chúng ta không chọn như thế. Bởi vì cái nước đi chọn như thế thì nó không hẳn là không có lợi, thế nhưng mà khi mà chúng ta lựa chọn như vậy đó thì nó trở thành giống như kiểu một công cụ vậy. Và nó để và để chứng minh cái điều này thì có lẽ là mấy anh ngụy Việt Nam Cộng Hòa rõ nhất, đúng không ạ? Ngày xưa các anh đã chọn rồi, các anh đã chọn làm tôi làm tớ cho Mỹ rồi, Mỹ thì này đúng rồi. cái kết quả của các anh thì thấy rồi, cứ đến tháng tư nhưng các anh lại dậm dật như kiểu tháng 7. Thế thì chúng ta thấy rất là rõ, và cái điều này nó chứng minh không phải riêng ở ở Việt Nam chúng ta, đối với mấy anh ngụy Việt Nam Cộng Hòa mà kể cả đối với Syria, Libya, các nước khác đấy. Thì khi người ta lựa chọn, và mới đây nhất đó là Ukraine, đúng không ạ? Đó là thực tế đã chứng minh rồi. Đó là các anh đã lựa chọn một cái phe, mà khi anh lựa chọn cái phe đó mà các anh hết giá trị lợi dụng thì ngày xưa thì còn có càng để đu, chứ bây giờ Mỹ người ta sản xuất máy bay, người ta bỏ đi cái càng mà các anh đu vào đâu, đúng không ạ? Thế thì cái điều Đúng này rồi. nó rất thể hiện rất là rõ. Thế mà hai nữa là chúng ta thấy là ngày xưa đấy thì Việt Nam chúng ta thì ở ngay sát với Biển Đông, thì các anh còn lao ra biển, các anh bơi, các anh bò, các anh lặn các kiểu thì các anh sang đến Mỹ. Chứ còn ví dụ như ở bên Ukraine chẳng hạn, cái khu vực Biển Đen chẳng hạn, thì Mỹ người ta Nga người ta đã kiểm soát rồi, thì các anh bơi đi đâu được, đúng không ạ? Thì cái điều này nó thể hiện rất là rõ. Còn về nói về cái lớn hơn, nó mang tầm rộng lớn hơn, thì thực sự mà nói thì em không đủ khả năng để mà phân tích cái điều đó. Bởi vì thực tế đó là một cái con đường ngoại giao của một quốc gia, nó là sự nó có sự sự sự, sự tham vấn tham mưu, đúng không ạ? Có sự đóng góp ý kiến của nhiều các cơ quan ban ngành, của nhiều những người mà có thể nói là những cái bộ óc mà của Việt Nam người ta đang ngồi trên đó. Thế thì đối với cá nhân chúng ta nhìn nhận ở một góc độ nào đó, và chúng ta ủng hộ hay không ủng hộ cái điều đó thôi. Và theo em nghĩ thì cái việc ủng hộ thì nó là mang lại cái lợi ích nhiều hơn. Đó là khi các cụ có nói rồi, chúng ta là thêm một người bạn bớt một kẻ thù mà. Thế nên chính vì Đúng rồi. vậy nên Việt Nam chúng ta đã bình thường hóa quan hệ, thậm chí chúng ta đã có những cái quan hệ rất là tốt đẹp đối với cả Pháp, cả Mỹ, cả Nhật, cả Hàn, đúng không ạ? Chúng ta đã bỏ qua những cái chúng ta đã gác lại cái quá khứ và chúng ta hướng tới tương lai, chứ không phải là cái vấn đề ở đây chúng ta lựa chọn một phe nào đó để chúng ta chống một phe còn lại. Thì bao giờ cũng vậy thôi, hai đánh một thì không chột cũng què. Thế thì em nghĩ là
vấn đề ngoại giao của Việt Nam mình thì chúng ta nhìn trong cái thời gian vừa qua nó thể hiện rất là rõ ràng, một chính sách ngoại giao của Việt Nam mình thì theo nghĩ là nó mang lại cái lợi ích cho quốc gia dân tộc nhiều hơn đấy, và nó thực tiễn hơn, nó giúp cho đất nước phát triển tốt đẹp hơn, đặc biệt là cái môi trường trong nước nó ổn định thì người dân mới phát triển được, chứ không phải là chúng ta lựa chọn một phe phái nào đó để rồi cuối cùng chúng ta lại trở thành một cái chiến trường ủy nhiệm như Ukraine, thì cái điều đó nó chỉ mang lại cái đau thương của dân tộc mình chứ nó không đạt được cái lợi ích nào cả. Thì đồng đánh răng như kể cả trước đây Ngụy Việt Nam Cộng Hòa hay là Ukraine hiện nay chẳng hạn, thì cứ thấy Mỹ với lại các nước NATO, các nước EU đấy, người ta bảo là tài trợ viện trợ cho bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ đô la, nhưng thực ra thì bao nhiêu tỷ đô la đó thì chúng ta nhìn lại một số cái hình ảnh, một số clip hiện nay ở chiến trường Ukraine thì những cái số tiền đó thì người ta có đánh đổi lại được cái giai đoạn trước đây của Ukraine hay không? Chúng ta nếu mà chúng ta các mọi người mà có xem bóng đá, chúng ta thấy ví dụ như ở Kiev người ta có một cái sân vận động mà người ta hay tổ chức chung kết cúp C1 đấy, đúng không ạ? Thế bây giờ thì chúng ta nhìn lại thì nó như thế nào, đặc biệt là khu vực mà hiện nay giữa hai nước đang giao tranh ở Bakhmut ấy, thì chúng ta thấy nó tan hoang hết, nhà cửa thì đổ nát hết rồi, đúng không ạ? Thế thì từng nó tiền người ta có bao nhiêu năm nữa thì người ta mới xây dựng lại được, thì cái điều đó là theo nghĩ là đánh đổi không đáng. Và đặc biệt là gì, đặc biệt là bây giờ hiện nay đồng đô la người ta còn đang thống trị, người ta đang thống trị, chứ biết đâu vào đến một thời điểm nào đó, đúng không ạ, chúng ta không thể dự đoán được tương lai. Dĩ nhiên là về kinh tế thì có những chuyên gia về của các nước người ta đánh giá, thế nhưng mà biết đâu một ngày nào đó có thể đồng đô la người ta không còn giữ được cái vị thế như hiện nay nữa, thì liệu hỏi được là những cái số tiền đó có đủ cho Ukraine để mà tái thiết lại một cái đất nước tan hoang như vậy không? Đất nước Việt Nam chúng ta đã trải qua mấy chục năm nay, đúng không ạ, thì chúng ta mới dần dần chúng ta hồi phục và phát triển được, chứ đâu phải đơn giản là một ngày bỏ ngày hai, đúng không ạ? Thế nên là cái hậu quả mà để lại theo nghĩ là nặng nề hơn, đó là góc độ thứ nhất. Về góc độ thứ hai đó thì chúng ta nói ở đây một chút là không phải mang tính dự đoán hay cái gì cả, mà em nhìn nhận theo cái hướng nhìn của em thôi. Đó là cái vấn đề bài tàu đó, nó không phải nó xuất hiện từ bây giờ, và chúng ta anh em chúng ta đã trao đổi rất là nhiều vấn đề này rồi. Chúng ta là một đất nước có thể nói là sông liền sông, núi liền núi với Trung Quốc. Thế thì trong lịch sử Việt Nam chúng ta đó, từ thời kỳ phong kiến đến nay thì nó trải qua rất nhiều các cuộc chiến, khoảng mười mấy cuộc chiến đối với Trung Quốc rồi. Thế thì chứ không phải là chưa. Đấy, chúng ta khẳng định như vậy. Thì cái vấn đề mà cái tư tưởng của người dân Việt Nam chúng ta có mang cái yếu tố mà không thích Trung Quốc, không thích người Tàu hay không thì có, chứ không phải là không có. Thế nhưng nó phải xuất phát từ nhiều yếu tố. Đấy, nhiều yếu tố. Và cũng đã có những cái nhân chứng, những cái người dân ở trong nước chúng ta, người ta đã lên, người ta nói về vấn đề này rất là nhiều. Bản thân người ta là những người làm việc trực tiếp với người Trung Quốc, buôn bán hàng hóa qua biên giới, thì người ta cảm thấy rất là bình thường, bởi vì giữa người dân thì người ta không có vấn đề gì cả. Thế nhưng về cái vấn đề mà muốn mở rộng lãnh thổ thì hiện nay đến cả Mỹ người ta đang còn muốn mở rộng lãnh thổ mà. Đấy, thì Trung Quốc cũng là một trong những yếu tố đó thôi, nhưng hiện nay để mà mở rộng lãnh thổ thì nó cực kỳ khó. Nó phải như cái thời kỳ phong kiến ngày xưa, là các cái tập đoàn phong kiến người ta cứ đánh đông dẹp bắc rồi mở rộng đất nước, xâm chiếm xong rồi lại thu hẹp lại. Cũng giống như trước đây Pháp, Anh, đúng không ạ? Hiện nay như ví dụ Liên Hiệp Anh cũng vậy thôi, nước Anh người ta cũng đâu có rộng lớn như vậy. Thế nhưng mà hiện nay thì cái định hình của thế giới nó là như vậy. Thế nên để mà mở rộng lãnh thổ là một điều nó tương đối là khó, bởi vì nó còn cộng đồng quốc tế, đặc biệt là chưa tính đến cái nước bạn và đồng minh nữa, đúng không ạ? Thì nó để mà làm cái việc đó thì nó cực kỳ là khó. Thế thì cái tư tưởng này nó xuất phát như thế nào? Thì chúng ta nhìn lại một chút thì chúng ta sẽ thấy đó là cái yếu tố bài Trung Quốc này đó. Thì chúng ta phải công nhận một điều là những cái gì mà chúng ta cần phải học hỏi hoặc chúng ta cần hợp tác thì chúng ta vẫn hợp tác. Chúng ta hợp tác được với Mỹ, với Pháp, với Nhật, với Hàn thì chả có lý do gì chúng ta không hợp tác được với Trung Quốc cả. Người ta vừa có cái lợi thế là gì? Đất nước tỷ dân, thị trường là rộng lớn, đúng không ạ? Lại biên giới sát với chúng ta, nó mang lại nhiều thuận lợi phát triển kinh tế, buôn bán qua biên giới. Nó không có lý do để mà chúng ta không hợp tác. Trong khi Mỹ và các nước khác người ta vẫn đang hợp tác cả. Người ta vẫn đang làm ăn với Trung Quốc mà. Lý do gì tại sao chúng ta lại phải bài trừ? Là thứ nhất. Thứ hai nữa, mới đây là chúng ta thấy ngay ngày hôm nay thôi. Đó là trong tuyên bố chung giữa Trung Quốc và Singapore do Thủ tướng Lý Hiển Long, đúng không ạ, đang thăm Trung Quốc. Người ta đã nâng tầm quan hệ của hai nước lên cái gọi là toàn diện gì, chất lượng cao cái gì đó, đúng không ạ, hướng tới tương lai cái gì đó. Cái câu từ nó dài dài, các bạn theo cô chú anh chị theo dõi ở trên thông tin báo chí là sẽ thấy.
Thế thì ngay cả Singapore người ta cũng nâng tầm quan hệ với Trung Quốc lên như vậy. Thế tại sao các bạn không kêu gọi tất cả các nước kia bài trừ Trung Quốc đi? Hay là các bạn đang ở Nhật, ở Anh, ở Mỹ, ở Pháp, các anh bảo là cắt toàn bộ ngoại giao này, đúng không ạ? Cắt toàn bộ vấn đề làm ăn với kinh tế với Trung Quốc đi. Tại sao các bạn không làm việc đó mà các bạn lại cứ kêu gọi người dân Việt Nam làm việc đó? Trong khi cái việc mà Việt Nam ta đang phát triển về nhiều lĩnh vực thì trong đó cần nhu cầu thị trường rất là lớn. Thì trong đó Trung Quốc là một thị trường tỷ dân là lớn nhất thế giới hiện nay, đúng không ạ? Thế thì chả có lý do gì để mà chúng ta phải bài trừ cả. Chúng ta chỉ bài trừ những cái yếu tố mà ví dụ liên quan đến vấn đề lãnh thổ. Ví dụ như cái đường đường chín đoạn thì cái đó chúng ta lên án, chúng ta bài trừ. Thì cái này kể cả lãnh đạo Đảng, Nhà nước hay là về phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, chúng ta đã khẳng định rất nhiều lần về vấn đề này. Thì cái vấn đề đó chúng ta lên án là chưa bình thường, bởi vì anh ngang nhiên anh đi anh vẽ thêm vào một cái đường biên giới trên biển như thế và xâm chiếm ở và vùng lãnh hải và thêm lục địa của Việt Nam, thì cái điều đó chúng ta phản ứng là điều đương nhiên. Thế nhưng chúng ta phản ứng như thế nào nó phải phù hợp nữa, chứ không phải là phản ứng theo kiểu biểu tình, đúng không? Biểu tình nó có được cái gì không? Chả được cái gì cả. À, đơn giản như Pháp bây giờ biểu tình có được gì không? Không. Tám nghiệp đoàn to như mã bố thằng ăn mày ấy, có cái thằng chủ tịch nghiệp đoàn nào nó lao ra đầu tiên đâu, toàn công nhân nông dân lao ra rồi đánh rồi dập mề ra rồi ai ai chịu, người dân nó chịu chứ ai chịu. Không những bị đánh rồi hồi mà người ta bắt vô người ta xét xử nữa, có khi còn đi tù nữa cơ, giống như cái vụ mùng 6 tháng 1 ở Mỹ đấy, đúng không ạ? Cũng lao ra ai kêu gọi thì không biết. À, thằng đứng đầu ở đâu thế, đâu 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 có thằng đứng đầu nào đi 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 cái vụ mùng 6 tháng 1 đâu, toàn người dân đâu mà, đúng không ạ? Lao vô rồi cuối cùng là gì, người thì bị bắn chết ở tòa nhà Quốc hội, người thì bị nhốt. Thế thì cái điều đó nó có mang lại gì không? Thì không có. Thế chúng ta phản ứng như thế nào nó phù hợp, và đặc biệt là chúng ta cần cần quan tâm theo dõi về cái phản ứng của cơ quan ngoại giao, chứ không phải là chúng ta cứ làm những cái việc mà những cái thành phần chống phá đất nước Việt Nam chúng ta nó xúi chúng ta làm. À, chúng ta đều là con người, đúng không ạ? Đều có nhận thức, đều có tư duy, chứ không phải chúng ta là một loài động động vật mà để dùng sức kéo như một số thành phần ở bên kia thế giới mà để cho nó đeo dây vào mũi xong nó dắt đi đâu cũng được. Không phải, chúng ta theo dõi cái thông tin gì, chúng ta cần phải có sự kiểm chứng, chúng ta cần phải đánh giá cái thiệt cái hơn, đúng không ạ? Cái sức ảnh hưởng nó như thế nào, chứ không phải là chúng ta nghe thấy một cái thông tin đó xong chúng ta nhảy lên chúng ta phán xét và chúng ta cho rằng cái thông tin đó là đúng. Ví dụ mới đây nhất cái vụ mà bốn nhân viên của Vietnam Airlines, thì trong đó có cái thông tin nó đưa lên kênh TikTok và nó cho rằng là một trong những nhân viên đó là cháu của ông nguyên chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc. Thì cái điều đó chả thấy cái thông tin nào, cái dẫn chứng nào, cái bằng chứng nào để chứng minh cái điều đó. Thế nhưng mà lại có rất nhiều thành phần nó bị dẫn dắt vào và sau đó là thể hiện quan điểm cá nhân một cách thái quá. Cái đó không phải là, dĩ nhiên phản ứng nó là một cái tốt, nó là quan điểm cá nhân của từng người, nó thúc đẩy cái sự con người khẳng định mình hơn, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta khẳng định nó phải đúng nơi đúng chỗ và đúng với cái nội dung đó, chứ không phải là chúng ta lại đường đường là thậm chí là có những người có ăn có học hẳn hoi thế nhưng lại phản ứng giống như kiểu những kẻ vô học vậy, những kẻ mà như kiểu là trẻ con đó, trẻ con mà các cụ mình hay nói là xúi trẻ con giúp gà đó, đúng không ạ? Thế thì cái điều đó nó rất là đáng tiếc khi mà chúng ta có đầy đủ nhận thức và tư duy và chúng ta làm những hành động như vậy. Đó là cái góc độ thứ hai. Cái góc độ thứ ba ở đây thì em thấy nó lại như thế này. Nếu mà nói về các cái cuộc chiến ở Việt Nam chúng ta đó thì Trung Quốc có rồi, các nước khác đều có hết, đúng không ạ? Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Hàn, Philippines, đúng không ạ? Rồi rất nhiều các nước khác người ta đã từng tham chiến ở Việt Nam chúng ta. Thế thì tại sao người ta chỉ có yêu cầu chúng ta là người ta kích động người dân chúng ta là bài trừ Trung Quốc, cũng giống như kiểu người ta kích động cho Ukraine bài trừ Nga. Thì cái hậu quả ngày hôm nay Ukraine như thế nào? Thì nếu như mà chúng ta bị dẫn dắt, đúng không ạ, bài Trung Quốc, thì đến một ngày Việt Nam chúng ta cũng không khác gì Ukraine cả. Và cá nhân em hay là anh cơ quan hay những người dân khác thì không khác người dân Ukraine ngày hôm nay là bao cả. Cũng là màn trời chiếu đất, cũng là tan nhà nát cửa thôi, đất nước tan hoang thôi, đúng không ạ? Còn tổng thống thì cứ đi xin hết chỗ này xin chỗ kia, nhưng mà rồi vào tòa nhà quốc hội phát biểu thì đại biểu người ta đứng dậy người ta đi về, mẹ người ta không tôn trọng, đúng không ạ? Nó giống như kiểu kẻ đi ăn xin vậy. Như chúng ta nhìn thấy cái việc mà tổng thống Zelensky vào phát biểu trước quốc hội Áo là chúng ta thấy, đúng không ạ? Một bên người ta bỏ người ta đi về, người ta để lại cái khẩu hiệu đó, thì chúng ta thấy nó thể hiện rất là rõ ràng cái đó, cũng không phải là tất cả người ta đều ủng hộ đâu. Thế thì mình thì phải coi lại cái vấn đề đó ấy. Còn tại sao chúng ta lại cứ phải như vậy khi mà chúng ta nhớ lại trước đây tại sao người ta cứ bài trừ như vậy? Mục đích là người ta cũng chỉ muốn là gì, đất nước Việt Nam chúng ta bất ổn thôi, xuống đường biểu tình rồi dẫn đến là gì ạ, bạo loạn lật đổ,
đó lật đổ xong thì cũng như các nước khác thôi, mùa xuân Ả Rập này kia nó cũng y như vậy, nó không khác gì cả. Thế thì cái vụ Formosa Hà Tĩnh chẳng hạn, Formosa nó của ai? Của Đài Loan. Thế nhưng mà nó cũng quy vào một mối là tàu, đúng không ạ? Hay là mới đây nhất chúng ta theo dõi này, Bộ Ngoại giao Việt Nam chúng ta đã phản ứng về vấn đề mà Đài Loan tập trận bắn hàng thật ở đảo Ba Bình. Đảo Ba Bình có phải là trước đây của Việt Nam chúng ta không? Có bị chiếm đóng một cách bất hợp pháp không? Không có, đúng không ạ? Cái điều đó là có. Thế tại sao Đài Loan người ta tập trận đấy không thấy một bất kỳ một thành phần nào lên phản ứng cái điều đó, mà chỉ có Đúng Bộ rồi. Ngoại giao Việt Nam chúng ta phản ứng? Thì chúng ta thấy rất là rõ. Thế Đài Loan khi Formosa Hà Tĩnh thì bảo là do tàu, đúng không ạ? Thế thì có phải là các bạn đồng nghĩa với việc Đài Loan là tàu không? Thế thì Đài Loan đã là tàu rồi thì tại sao các ông cứ kêu gọi là bài tàu nhưng lại không bài bài Đài Không bài Đài Loan. Loan? Nó rất là lạ lùng. Trong khi đó người ta tập trận bắn là thật ngay trên cái gì ạ? Cái hòn đảo của người ta chiếm đóng bất hợp pháp của Việt Nam chúng ta, thì không thấy một một cá nhân hay là một thành phần nào lên là phân tích hay là thế này thế nọ cả. Đấy. Nó cái điều đó em thấy rất là lạ lùng, mà trong khi đó nó đều là như nhau, cũng giống như kiểu cái việc vừa rồi chúng ta nghe cũng thấy rất là rõ. Antony Blinken thì khẳng định Việt Nam chúng ta là thiếu dân chủ, đúng không ạ? Tự do dân quyền một cách trầm trọng khi như thế này, khi như thế nọ. Nhưng mà sau đó thì Tổng thống John Biden lại gọi điện, đúng không ạ? Điện đàm với lại Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam chúng ta, thì lại cho rằng tôn trọng cái chính sách nhân quyền của Việt Nam chúng ta. Thế thì nhân quyền nó là gì thì chúng ta nói rất là nhiều lần rồi. Thế ở Mỹ có nhân quyền hay không? Ở nước Mỹ các anh đã làm tốt những cái vấn đề quốc gia các anh hay chưa? Thực ra mà nói thì có thể là hơi quá đáng, thì em cũng không có cái điều kiện là được gặp đâu. Thế nhưng nếu mà được gặp những ông như ngoại trưởng Mỹ mà phát biểu câu đó, thì em đưa ra những cái hình ảnh thực tế chứng minh ở nước Mỹ và em hỏi ông ta cái việc đó ở Mỹ là có nhân quyền hay không. Đấy. Ngay cả bản thân các anh như vậy, thế nhưng các anh lại lại đi phê phán một quốc gia khác, trong khi đó là công việc nội bộ của Việt Nam mà. Những thành phần nào vi phạm pháp luật của Việt Nam, đúng không ạ? Thì chắc chắn người ta phải chịu sự chế tài của pháp luật chứ. Làm sao có thể đứng trên pháp luật được, đúng không ạ? Thì kể Đúng cả rồi. những người như vụ mồng 6 tháng 1 ở Mỹ cũng vậy, đúng không? Các anh cũng lấy ra là vi phạm thế này, rồi đạp lên dân chủ, rồi thế này thế nọ, rồi các anh nhốt người ta. Thế cái đó có phải là những người đó có phải là bất đồng chính kiến không? Người ta không đồng ý với kết quả bầu cử đó, người ta cho rằng các anh là gian lận. Đó có phải là bất đồng chính kiến không? Đúng không ạ? Một bên là cho rằng là hợp pháp hợp lý, còn một bên là cho rằng không. Thì nó bất đồng chính kiến còn gì nữa? Thế các anh bắt nhốt tù người ta, thế cái đó có phải là vi phạm tự do dân chủ nhân quyền không? Đó có phải là những nhà đấu tranh không? Cũng phải đâu, phải là cứ là cái vấn đề đấu tranh này thì vẫn là đấu tranh đâu, và vấn đề kia không phải là đấu tranh. Cái thực tế mà diễn ra như vậy chúng ta thấy rất rõ là chính sách của Mỹ người ta khẳng định rất rõ ràng, người ta không nói ra nhưng mà chúng ta nhìn và chúng ta sẽ thấy đó là gì. Đó là mày theo phe tao thì mày sẽ là ok, ngoan, đúng không? Ngoan thì giống như kiểu mà ở Việt Nam chúng ta hay nói ngoan thì cho kẹo, mà ông ngoan thì đánh đòn, cái kiểu như vậy. Thì nó thể hiện rất rõ. Mới đây nhất đó là gì? Đó là Honduras. Honduras người ta đã chính thức người ta xóa bỏ quan hệ ngoại giao với Đài Loan và chuyển sang đặt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Thì khi cái việc này diễn ra thì ngay lập tức, đúng không ạ, Bộ Ngoại giao Mỹ người ta lên người ta phát biểu nghe có vẻ giống như kiểu dọa nạt Honduras và cho rằng người ta sẽ tiếp tục theo dõi hành động của Honduras trong thời gian tiếp theo. Anh lấy cái tư cách gì mà anh làm cái việc đó, đúng không ạ? Và trong cái xung đột với Ukraine và Nga hay là tất cả các vấn đề khác, chúng ta thấy rất là rõ là gì? Mỹ người ta rõ ràng người ta thể hiện một cái bá quyền số một thế giới, người ta không muốn cho bất kỳ ai đứng trên cái điều đó, người ta muốn làm anh cả, người ta muốn chi phối cả cái thế giới, đúng không ạ? Nó khẳng định rất rõ trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là trong cái cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ngày xưa các ông nói là nước này có vũ khí hóa học, ông sao ông đánh con ta tét tét đầu mẻ trán, xong ông kéo quân về ông kêu là không có, tao tìm thấy đó. Rồi xong ông sang nước kia ông cũng đánh tè le tét lét, xong rồi ông rút quân về ông kêu rồi tốt, tao trả lại bọn mày muốn làm gì làm. Thì cái chiêu bài tự do dân chủ nhân quyền này Mỹ nó kéo đi khắp nơi nó đánh rồi, nó không ưng nước nào nó lấy lý do này nước kia, nó đánh xong nó để trong một đất nước tan hoang rồi, xong tan hoang đã như vậy đã là còn ngon nha, nó tan hoang xong mà nó để cho phát triển còn ngon, nó còn tạo ra các cái phe ở trong nước đập nhau nữa. Thế thì các cái nước mà các anh cứ đánh nhau triền miên như vậy, chính trị thì bất ổn, đúng không ạ, an ninh thì không có, súng đạn thì nổ khắp nơi, thì cái dân tộc các anh nổi ra sáo sáo thịt nhau trong nước sau khi mà Mỹ rút quân, thì làm gì các anh có điều kiện để mà phát triển? Các anh không có điều kiện phát triển nhưng mà các anh lại gom tiền các anh đi mua vũ khí của Mỹ về các anh đập nhau tiếp, thì các anh càng ngày càng gì ạ, càng tan hoang, càng nghèo khổ,
thì Mỹ nó càng giàu, mà nó càng giàu nó càng chi phối. Cái điều đó là Mỹ nó mong muốn như vậy. Tại sao nó đi đến đâu nó cũng mang vũ khí và nó cho rằng cái việc đó là việc ban phát dân chủ. Dân chủ ở đâu khi mà sử dụng vũ khí để mà đánh một quốc gia khác, đúng không ạ? Giống như một số thành phần nó nói là Mỹ không có xâm lược Việt Nam, mà Mỹ là đi giúp Việt Nam là tiến đến một bước phát triển mới. Bước phát triển gì khi mà sử dụng B-52 và chất độc màu da cam, đúng không ạ? Thế thì chúng ta thấy rất là rõ thôi, tất cả nó đều là ngụy biện để nó bao biện cho cái hành động của nó cho rằng đó là hợp lý và hợp pháp. Thì cái điều đó càng ngày nó càng thể hiện rất là rõ trong cái thời gian vừa qua. Nó yêu cầu các nước kia là phải cấm Nga, thế nhưng nó vẫn nhập dầu Nga về nó bán lại cho mấy thằng đó. Mấy thằng đó nó có biết không? Lãnh đạo các nước châu Âu nó biết không? Xin thưa các anh, nó thừa thông minh và thừa cáo già biết việc đó. Nhưng tại sao nó không dám phản ứng lại? Bởi vì phản ứng lại nó có khi là nó loại ra rồi nó tìm cách nó đập cho, đúng không ạ? Thế nên là thành ra là phải cắn răng mà nghe theo nó. Còn người dân trong nước chỉ là gì? Chỉ là công cụ thôi, đi cày rồi đóng thuế cho nó để nó kiếm tiền, nó đi phục vụ cái phục mục đích chính trị. Cái điều đó nó thể hiện rất là rõ trong cái vấn đề vừa rồi, các nước chúng ta thấy rất là rõ chứ không phải là không. Thế thì qua đó thì em cũng mong muốn là gì, đồng ý là chúng ta, đối với cá nhân em á, chứ em không nói tất cả, em cũng chả ưa thằng nào cả, bất kể một thằng nào, quốc tịch nào, hay là bất kể một cái đất nước nào, hay là ngoại trưởng tổng thống nào, em không quan tâm. Nhưng mà anh đã động chạm đến gì, đến độc lập tự do toàn vẹn lãnh thổ và đất nước con người Việt Nam là em đều không ưa hết. Thế nhưng không ưa ở đây không đồng nghĩa là chúng ta bài trừ. Đấy, cái gì chúng ta học tập, đúng không ạ? Chúng ta học hỏi, chúng ta hợp tác, chúng ta phát triển thì chúng ta vẫn làm. Thế nhưng bên cạnh đó, những cái gì nó đe dọa đến cái vấn đề của quốc gia dân tộc thì chúng ta cũng cần phải có cái tiếng nói cho nó phù hợp. Chứ không phải là chúng ta làm những cái động thái mà có thể nói là ngu xuẩn, đó là trở thành công cụ của những kẻ khác người ta lợi dụng. Khi chúng ta nghe bất kể một cái thông tin gì thì chúng ta cần phải kiểm chứng lại. Giống như em đã từng nói, những cái thằng nó ở bên Mỹ mà nó biết tất cả những cái việc mà ở Việt Nam, ngoài cái vấn đề báo chí ra thì nó đi ra, nó bịa ra, đúng không? Nó bịa ra, nó nói. Mà các ông lên công cũng tin nó được. Thì cái điều đó chúng ta phải đánh giá, không phải đánh giá mà chúng ta nhìn nhận con người đó. Có học hành hay không thì em không biết. Thế nhưng mà đánh giá là cái nhận thức của người đó nó kém. Hay nói đúng hơn là ngu dốt. Anh ngu dốt thì bị kẻ khác người ta lợi dụng. Chứ còn nếu anh đủ thông minh, đúng không? Anh đủ hiểu biết, anh đủ cái cách, cái phương pháp anh tìm hiểu, anh lắp ghép, anh sâu chuỗi cái sự logic của một vấn đề lại, thì anh sẽ biết là cái vấn đề đó nó đúng hay sai. Ví dụ các cụ mình có nói một câu là một lần mất tín thì vạn lần mất tin, đúng không ạ? Thế thì xưa thằng Việt Tân này, thằng BCC tiếng Việt này, thằng RFA, RFI rồi một loạt nó lên, nó kêu gọi là thằng Nguyễn Văn Hải điếu cày là bị Cộng sản Việt Nam độc ác chặt mất cái tay rồi. Thế bây giờ nó sang Mỹ nó mọc được một cái tay mới à? Thế bây giờ anh nào chứng minh cho tôi mang cái tay ra, cái chặt đứt cái tay rồi có mọc được cái tay mới không? Thế đồng nghĩa cái việc đó nó không có, mà khoa học hiện nay cũng chưa thể làm được, trừ khi là gì? Không phải là không làm được, trong y tế người ta làm được, nhưng trong một thời gian nhất định, ví dụ trong 24 giờ anh phải nối cái cánh tay đó lại. Mà nối thì nó phải có sẹo, đúng không ạ? Thế thì Nguyễn Văn Hải đi chấp hành án vào tù ở Việt Nam bao nhiêu năm? Thế nó ra tù nó lấy cái tay nào nó ráp vào đó, đúng không ạ? Thế có phải là nó láo không? Mà nó lại láo rồi, nó nói một lần rồi thì nó sẽ nói miết. Cái giống con người nó như vậy. Thế mà các anh vẫn tin nó được thì cái đó nó không ngu dốt thì là gì nữa? Nó chứng minh rõ ràng nhất được còn gì nữa, đúng không? Rồi là gì? Rồi là mới đây nhất chúng ta thấy, ví dụ như cái tiệc của Ba Ba ở bên Mỹ đó, thằng Trương Vũ Quy, thằng Trần Nhật Phong một loạt nó cũng kéo nhau đến nó ăn đó. Mà trong khi đó có VinFast với Vietnam Airlines tài trợ trong cái sự kiện đó. Nó bảo nó không, nó kêu là xe VinFast là thế này thế nọ, đồ cộng sản nó không ăn, nhưng mà nó ăn cơm ăn gạo rồi nó ăn mắm ăn muối của Việt Nam, sao kỳ vậy? Thế cái đó ai sản xuất ra? Nó rất là buồn cười, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rất là rõ là hiện nay cái việc mà Mỹ người ta chuyển hướng sang khu vực châu Á Thái Bình Dương cũng không phải là người ta sang để phát triển đâu. Theo em nghĩ là người ta không phải để phát triển đâu, đó là cái miếng mồi thôi. Giống như một số thành phần thằng Nguyễn Văn Đài nó cũng hay nói là nếu mà chúng ta hợp tác với Mỹ là sẽ được cấp như này bao nhiêu triệu đô rồi sẽ thế này sẽ thế nọ, nhưng mà chả ai cho không ai cái gì, chúng ta phải hiểu như vậy chứ làm gì có chuyện người ta cho không, chúng ta không bao giờ có,
Philippines cũng nghe cảng nó rồi, nghe lời rồi, cái cảng gì đó, cái cảng gì của Saburo, Saburok, Saburo gì đó. Đó đúng không ạ? Rồi cũng mất rồi. Ở tòa án quốc tế làm cái gì không? Chả làm cái gì đó. Tòa án quốc tế thì cũng như con rối thôi, như con rối trong tay của các thế lực lớn thôi. Hay là đơn giản nhất này, cái việc Nga bị cấm tất cả các lĩnh vực thể thao này, đúng không ạ? Vì liên quan đến yếu tố chính trị. Người ta bảo là không liên quan yếu tố chính trị, thế nhưng người ta lại cấm thằng Nga, đúng không ạ? Không tham gia bất kỳ vào các môn thể thao, các lĩnh vực thể thao hết. Thế mới đây nhất là cái giải U20 đáng ra tổ chức ở Indonesia. Thế nhưng mà nó cho rằng là chính phủ Indonesia đã can thiệp vào Liên đoàn Thể thao Indonesia. Và nó cho rằng việc đó là chính trị can thiệp vào thể thao. Nó loại luôn, đúng không ạ? Nó bỏ tư cách là đội chủ nhà luôn, nó chuyển sang một nước khác. Thế chúng ta thấy rất là rõ đó là gì? Mày là một nước nhỏ, nó không cần phải quan tâm. Mày có lợi thì tao dùng, giống kiểu kẻ tay sai ấy, giống kiểu Nguyễn Văn Thiệu đồ ngày xưa đó. Mày đang còn lợi ích, đúng không? Tao còn lợi dụng được, ok. Hay là cụ thể nhất là Ngô Đình Diệm đó, đúng không? Khi mà nó dựng Ngô Đình Diệm lên thì chắc chắn thì nó phải cho gì? Nó cho miếng thịt bò phô mai chứ. Thế đớp xong rồi, ăn no miệng rồi, đúng không? Nước đéo có uống, khát nước, nó nghe nó tát cho vêu mồm trong xe 113 luôn. Nó đường khác lên. Cái điều đó nó thể hiện rất là rõ. Có nghĩa là khi mà mày còn giá trị lợi dụng thì tao sẽ sử dụng mày. Còn không còn giá trị lợi dụng thì xin lỗi, không là cái gì cả. Đối với người Mỹ từ xưa đến nay nó vẫn thế. Thế thì cái vấn đề mà Việt Nam chúng ta có nâng tầm quan hệ ngoại giao với Mỹ hay không thì em không dám dự đoán. Bởi vì đó là cả một cái vấn đề lớn. Đúng rồi. Đấy. Thế nhưng mà để có đạt được cái lợi ích cho Việt Nam hay không, nó mới là quan trọng. Mà lợi ích ở đây không phải là lợi ích của đảng hay của nhà nước, mà lợi ích của nhân dân. Đấy. Chúng ta theo dõi chúng ta thấy rất là rõ. Ngay kể cả bây giờ nước Anh cũng xin gia nhập cái hội CPTPP rồi đấy. Đấy, hình như là các thành viên đều thông qua hết rồi. Hình như cái đợt cuối cùng này hình như là chủ nhà Việt Nam chúng ta này. Đó, thì cơ bản là tương lai cũng sẽ tham gia thôi. Thì người ta chuyển hướng sang châu Á, Thái Bình Dương thì theo em nghĩ là lành ít dữ nhiều. Nó đi đến đâu cũng vậy, khu vực Trung Đông nó đánh bét là nhè rồi, đúng không ạ? Nó quậy cho các nước Trung Đông là quánh nhau loạn sới lên rồi. Các nước châu Phi thì như thế nào thì chắc mọi người theo dõi cũng biết nhiều rồi. Đấy, nghèo khổ và cũng đang là gì? 14 nước châu Phi cũng đang là phải cống nạp hàng năm tô thuế cho Pháp. Cho nên là chắc là lợi ích thì nó cũng chưa động chạm. Mà nó chuyển sang khu vực châu Á, Thái Bình Dương này thì có khả năng nó cũng sẽ khuấy động lên như vậy thôi. Nó cũng tìm mọi cách nó chia bè, chia phái rồi. Nó tạo ra các cái mối rạn nứt trong quan hệ rồi các ông đập nhau. Mà các ông đập nhau thì một là nó vừa kiếm tiền bán vũ khí. Thứ hai nữa là nó đứng nó xem các ông đánh nhau. Các ông càng nghèo khó thì nó càng hưởng lợi. Thì cái điều đó nó thể hiện rất là rõ trong cái vấn đề mà Mỹ đó. Trong cái thời gian vừa qua. Không riêng Mỹ mà kể cả các nước EU và NATO. Người ta thể hiện rất là rõ. Và hiện nay NATO nó rất là trắng trợn. Đó là gì? Đó là đại sứ của Mỹ tại NATO hôm nay đã công bố là sẵn sàng mở cửa. Đúng không ạ? Mở cửa để hợp tác với Ấn Độ giống như kiểu là cộng ấy, NATO cộng ấy, ví dụ vậy. NATO là cái hiệp ước bắc đại Tây Dương ấy, có thể nó sẽ mở rộng ra. Thì cái điều đó nó rất là rõ ràng, đó là nó kêu gọi mục đích dần dần chuyển hướng mà. Thế nên người ta cũng cần các cái nước ở khu vực châu Á vào, giống như kiểu APEC cộng đấy, thì NATO cộng nó cũng dạng như vậy thôi, thì nó cũng muốn như vậy. Thế thì cái sức ảnh hưởng nó càng lớn thì nó càng chi phối được, bởi vì Mỹ vẫn đang đứng đầu. Thế thì bao giờ cũng thế. Thế thì khi người ta mở rộng nó cũng là một cái hay. Đấy, người ta mở rộng quan hệ, chuyển hướng, phát triển sang châu Á, Thái Bình Dương nó cũng một cái hay. Nhưng ngược lại nó cũng mang, theo nghĩ là nó cũng có những cái nhiều cái yếu tố ẩn ở trong đó mà nó rất là khó lường. Nó có thể nó ảnh hưởng đến nhiều nước, đặc biệt là như Việt Nam chúng ta đấy. Ăn xong suốt ngày nó ra rả, nó lên nói dân chủ nhân quyền. Tuy nhiên về góc độ ngoại giao thì em không dám nói, chứ nếu mà về cá nhân mà em gặp được thì em sẽ cho ông Blinken ấy, ông xem ở nước Mỹ cái việc đó nó có tự do dân chủ nhân quyền hay không, và ông ấy có biết việc đó hay không. Nếu ông không biết việc đó thì chúng ta lại phải xem xét lại, đúng không ạ? Với tư cách là một ngoại trưởng, tuy nhiên là nói gì thì nói, việc của quốc gia họ thì là của quốc gia họ. Người ta đối xử với những cái thành phần mọi vàng, cái vẹn vàng như nào, việc người ta, mình cũng không can thiệp được. Thế nhưng mà rất rõ ràng là ở vị thế của một quốc gia mà anh làm những cái điều như vậy thì em thấy nó rất là vô lý và nó rất trắng trợn. Đó là cái kiểu thói đời là đi hai hàng á, cái kiểu mà vừa đấm vừa xoa đó.
thì những cái thành phần đó nó là tiểu nhân chứ không phải là quân tử. Thế chúng ta cũng cần phải có, dĩ nhiên là chúng ta cũng chưa bao giờ chúng ta bớt đề phòng cả, thế nhưng mà hợp tác thì hợp tác, đề phòng thì vẫn phải đề phòng. Thế nhưng mà em tin là lãnh đạo của chúng ta sẽ có những cái bước đi nó phù hợp trong, kể cả là trong tương lai. Thế nên là cái điều đó em cảm thấy rất là may mắn, thì cũng hy vọng là qua cái cuộc trao đổi thì em không muốn là dẫn dắt hay gì cả. Thế nhưng mỗi cái một vấn đề thì chúng ta cần theo dõi và cần có những cái quan điểm cũng như là đưa ra cái hướng làm sao cho nó phù hợp. Thì chúng ta có đồng hành đúng không ạ, với đảng nhà nước hay không, chúng ta có đoàn kết hay không thì nó mới là quan trọng. Chứ còn khi mà chúng ta không đoàn kết thì không cần phải các thế lực chống phá ở nước ngoài, mà chỉ cần một cái thông tin nó rất là vu vơ thôi, nó có thể dẫn đến cái tai họa cho người dân Việt Nam chúng ta. Đó là gì? Đó là phản ứng của những kẻ thiếu hiểu biết, những kẻ tự cho rằng là mình là người phán xử, là người có thể quyết định được việc đó, trong khi nội dung vụ việc thì chúng ta chả biết thế nào cả. Chúng ta chỉ biết là cái đối tượng đó nó viết lên một cái bài như vậy thôi. Còn thực hư thông tin nhân vật có thật hay không, chúng ta đều không biết. Biết đâu nó chỉ là một câu chuyện hư cấu thì nó cũng dễ bị kích động. Thì cái điều đó nó theo em nghĩ nó rất đáng tiếc. Dĩ nhiên là trong cái thời buổi công nghệ phát triển như bây giờ đó thì cũng không thể tránh khỏi. Thế nhưng mà cũng chỉ hy vọng là khi chúng ta tham gia thì chúng ta có những cái phản ứng nó mang tính tích cực và có hiểu biết, có nhận thức và đặc biệt là có văn hóa, chứ tránh tình trạng là chúng ta phản ứng thái quá một cách nó mù quáng, là dễ bị người ta lợi dụng, thì cái điều đó nó không tốt. Theo quan điểm của em chia sẻ là như vậy. Xin cảm ơn anh Thu Quang và cô chú anh chị đã lắng nghe. Ô,